nay em đi tiêm em cảm thấy là rất vui nhưng mà cũng có phần hồi hộp vì không biết là mình sẽ có vấn đề nào về sức khỏe sau khi tiêm. Nhưng mà được tiêm thì là một điều rất vui để sau này có thể mình khỏe mạnh và làm việc sống một cách bình thường như người khác. Tiêm thì em cũng hơi sợ là mình sẽ có di chứng hay sốt gì đó. Và em nghĩ là nếu như mà ăn uống đầy đủ, ngủ đôi giấc nghỉ ngơi khỏe thì sẽ ổn hơn. Còn giấy tiêm chủng của em rồi. Rồi ok. Không, cô chỉ cần hồ sơ tiêm chủng của em thôi. Rồi ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.